lại tới cái kênh của cửa hàng xe máy Thanh Đoàn. Lời đầu tiên xin kính chúc tất cả quý anh chị em, bạn bè, cô dì chú bác xa gần bình an, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống ạ. Và mọi người ơi, hôm nay thì là một ngày rất đặc biệt đối với gia đình của em Hiền, là sinh nhật lần thứ 5 của con trai đầu lòng, nên là em Hiền xin phép nghỉ sớm một hôm và cũng review nhanh một chút xíu. Mong mọi người, anh chị em, bạn bè thông cảm. Và nếu như mọi người cần thông tin, cần mua bán hoặc cần giấy tờ gì thì trong tối hôm nay thì mọi người có thể tạm gác lại. Và em Hiền hẹn mọi người vào sáng ngày mai ạ. Bây giờ thì sau khi quay xong thì em Hiền sẽ nghỉ luôn nha mọi người. Vâng, và đây cửa hàng xe máy Thanh Đoàn cũng như thường lệ nằm một số nhà 465 đường Nguyễn Thị Phương và 471 đường Nguyễn Thị Phương, phường An Bình, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương. Và điện thoại liên hệ của cửa hàng xe máy Thanh Đoàn 0967424911 hoặc 0906308911. Vâng, và đây là hai cửa hàng của xe máy Thanh Đoàn có đầy đủ tất cả các dòng xe để anh chị em, bạn bè thoải mái lựa chọn. Và không đâu xa, trước mặt của quý anh chị em các bạn, một loạt xe vừa đang trên đường về đổi, và bây giờ sẽ bóc xuống đây trực tiếp ngay tại đây, em Hiền sẽ báo giá chi tiết cụ thể từng chiếc xe cho mọi người tham khảo và dễ lựa chọn nhé. Vâng, và bây giờ trước khi em Hiền sẽ review một chiếc xe Dream, anh Đoàn ơi, vâng, đây là một chiếc Dream lông xin nha mọi người. Ngày hôm qua là vừa đổi xong, nước sơn Dream theo xe cực kỳ đẹp và liên lạc. Này là biển số 60K19220. Và ngày hôm nay em Hiền sẽ bán chiếc xe Dream Long Xin siêu đẹp Hàn Quốc nhá. Đầu nồi rất là sạch sẽ này, liền lạc từ đầu tới chân và có bình đề đầy đủ luôn. Và giá công khai cái chiếc Long Xin này là 3.800.000 đồng. Đó, có bình đề luôn nhá. Bây giờ chưa tháo bình ra rồi. Đó, nước sơn này xịn sò rất là đẹp luôn nhá. 3.800.000 đồng một chiếc Dream Long Xin. Ai quan tâm ủng hộ em Hiền nhá. Tất cả anh chị bạn bè mua xe bên em Hiền đều có chính sách bảo hành từ 6 tháng 1 năm và chạy thử 1 tuần trước khi lấy xe. Nếu không ngon, không thích, mình có thể đổi chiếc xe khác nhá. Rất nhiều thuận lợi, thoải mái lựa chọn nhá. Và bây giờ, ngay bây giờ tại thời điểm này, em Hiền sẽ báo giá từng chiếc xe đang vừa nóng hối từ trên xe xuống luôn, chưa rửa, chưa tuốt, chưa giòn luôn nha mọi người. Và bây giờ mọi người cùng theo chân em Hiền bắt tay vào, bây giờ chờ đợi nha mọi người. Anh Tiến ơi, đây lên đây cho em tí, em quay luôn nhá. Trong khi chờ đợi xe hạ xuống thì mình sẽ review những loạt xe đang có mặt này. Winner X này, nguyên con nhá. Đó, và giá công khai của chiếc xe này em Hiền để tất cả quý anh chị em, bạn bè, cô dì chú bác ra gần với giá 30.500.000 đồng một chiếc Winner X 2019 nhá. Đó, màu xanh này, xe rất đẹp và liền lạc luôn, đầu nồi zin bao tét bao chảy luôn. Và để coi biển số của em nó là bao nhiêu. Biển số 69H130047 nha mọi người. Winner X hàng nhập ở cây này là rất đẹp và liên lạc luôn. Giá công khai là 30.500.000 đồng. Vâng, và đây những loạt những chiếc xe quá đẹp đang trên đường về đổi phục vụ anh chị em bác. Đây vô đây không? Đây vô đây cho em cái. Và đây từng chiếc xe em sẽ báo giá ngay và liền trực tiếp tại đây, chưa tuốt, chưa giảm, chưa sửa nha. Đó, rất chi là ok luôn. Anh ơi, báo Nam có cái đèn để em quay luôn đi. Vâng, và đây là một chiếc hẹc biển 37D174204 nha. Chiếc hẹc này là đời 2014 luôn. Đó, màu trắng xanh. Đó, và giá công khai với giá 15 triệu đồng. Khói phải sửa chứ, chưa rửa, chưa gì luôn nha. Đất cát còn đây luôn. Giá công khai cho tất cả quý anh chị em các bạn, một chiếc hẹc giá bán về nhá 15 triệu đồng nhá. Khói phải chờ điều gì hết, chưa tuốt, chưa giảm, đứa lên cái là chạy thôi. Ai ủng hộ em Hiền nhá, mọi người cứ thoải mái lựa chọn nhá. Bao chất luôn mọi người ơi, với giá 15 triệu đồng một chiếc hẹc 135, quá đẹp, quá rẻ luôn. Ai quan tâm chốt đơn ngay và liền cho em Hiền. Bên em Hiền có hỗ trợ sang tên đối chú này, có hỗ trợ trả góp qua hai ngân hàng FE và JAC. Chỉ cần đưa trước 30% giá trị xe, anh chị em bạn bè đã có một chiếc xe như ý để đi. Và điều kiện không có nợ xấu nha mọi người. Đó, mua xe được test thử, chạy thử trước khi lấy và cho đổi miễn phí trong vòng 1 tuần. Đó.
Đó, anh chị em bạn bè đang xem kênh của cái Miền, ưng con nào chốt con đấy cho Miền. Ví dụ trong quá trình ưng con nào nhưng mà chưa đủ tiền, chưa đến kỳ lương đặt cọc trước cho em Miền 1-2 triệu, em Miền sẽ đến xe lại 1-2 tuần anh chị em bạn bè lấy cũng được, không sao hết nhá. Anh ơi, có trách giùm em với. Vâng, và tiếp đây là một chiếc Winner đời 2018 siêu cọp, siêu VIP ngày hôm nay. Mọi người ơi, không thể nào tìm ra một chiếc xe nào đẹp hơn chiếc xe ngày hôm nay. Màu cam tem đồ rin đét teo xe này. Đó, người thật việc thật, che vừa về luôn, chưa giòn chưa tuốt nhá, còn nóng hối vừa thối vừa dắt xe về đi là có thật nhá. Winner siêu cọp ngày hôm nay em Miền quyết định giá 27.500.000 đồng. Anh chị em bạn bè đừng so sánh, đáng đồng tiền đáng bát gạo. Xuống đây 23.500.000 anh chị em bạn bè cũng có một chiếc xe đi, nhưng để kiếm chiếc xe đẹp như thế này không dễ gì mà có nhá. 60C197187 mọi người, xe quá đẹp và liền là luôn nhá. Đây, quá xuất thần luôn. Không thể nào tìm ra chiếc xe màu cam đen 14.256 km, 27.500.000 đồng. Đó, mọi người cứ xuống đây cho thầy thờ xuống trực tiếp test, ngon thì lấy, dở thì thôi, không sao hết nhá. Thoải mái lựa chọn cho mình chiếc xe vừa ý nhất để dành cho nóc tán. Ôi bao phê bao tê luôn, quay đến đâu đẹp đến đấy, đẹp đến từng trên km luôn nha mọi người. Giá công khai 27.500.000 đồng. Đó, đầu nồi zin đét, bao test bao chạy chữ thoải mái. Vâng, và đây trước màn hình của quý anh chị em các bạn, một chiếc Noja FE full xăng điện tử cao cấp nha mọi người. Một trong những dòng xe hot hit. Máu này thì nó hơi là giống như là lùn một chiếu, ai nhỏ nhỏ con thì đi đẹp nhá. Và con này biển số này 93F1-08068 nha mọi người. Màu trắng tinh khôi luôn. Là Zano Zipi phun xăng điện tử ngày hôm nay tại xe máy Thanh Đoàn, em Miền chốt giá với giá 11.800.000 đồng. Vâng, với 11.800.000 đồng, quý khách hàng sở hữu ngay một chiếc Noja xịn trò FE phun xăng điện tử, đầu nồi din bao test bao chạy chữ, ngon thì lấy, dở thì thôi, mình có thể bỏ qua, không sao hết nha mọi người. Đó, rất đẹp luôn. Đó, xe vừa lấy về đang ở trước mặt mọi người, chưa rửa đây, xe còn đây, đâu sợ là em Miền tuốt giảm gì. Vâng, và tiếp tục trước màn hình của quý anh chị các bạn, một chiếc da nớt phải gọi là siêu của cọp nhá, không phải cọp vừa đâu, như xe mới luôn mọi người, xuất thần luôn nhá, rất đẹp, rất đẹp luôn. Trời ơi, óc táng của nó đây, bao phê luôn, chưa cần phải rửa nhá. Đó, chưa cần phải rửa đâu, mới lấy về xong đưa ra quay luôn đây, in nóc nguyên con luôn. Đó, dàn chân nóc tán này quá VIP luôn đi mọi người, rất đẹp luôn. Và con này để coi biến số của em nó bao nhiêu, 70D148723. Em Miền đang bật đèn led có thấy là nó hơi khó coi một tí mọi người. Từ trước ở đâu nó bật đèn led lên. Đó, và để xem xe chạy được bao nhiêu ngàn cây. Em Miền có chống trộm luôn này, phải gạt thế vào đâu đây, phải gạt thế mới để được nha mọi người, không biết gạt ở đâu. Ok rồi, một chiếc da nớt màu đỏ cực kỳ đẹp và sang trọng luôn. Và giá công khai 18.500.000 đồng, rất chi là rẻ nha mọi người. Tất cả những xe Miền báo giá ở đây là đúng giá 100% không bớt. Mong anh chị em bạn bè thông cảm và báo ngay qua nhá. Đáng đồng tiền đáng bát gạo. Mọi người cho chạy thử test thử thoải mái, bớt thì không bớt. Vâng. Và đây một siêu cọp đẹp nhất ngày hôm nay là đây. Một chiếc Vision cực kỳ VIP luôn anh chị em bạn ơi. Không tìm ra một chiếc thứ hai. Xe mới chạy được 15.000 km thôi nhá. Đúng 15.000 km đây. Nước sơn tem rin chưa tuốt chưa giảm một lần nào luôn. 70D115414. Ôi, xe này. Ôi, như cây kiếm nhặt luôn. Ai quan tâm một chiếc Vision siêu cọp, nhanh tay chốt đơn cho Miền nhá. 15.500.000 đồng không bớt. Vision mới chạy được 12.621 km, phải bọc thắng bên này mới để nước sơn rin được rồi. Ôi, nói xong với xe tua lại dọn lại nha, quay múa cái nước sơn đi này. Trời ơi, rất thần luôn nha mọi người. Đây, chưa rửa đâu nha, xe chưa rửa luôn, 15 năm không yêu đừng nói lời cay đắng, bao đẹp bao chặt luôn, không ngờ.
đừng nói tiền nha. Để cho mọi người xem. Không để được. Cái này chưa có bình thì sao. Đẹp lắm nha mọi người. Đây quay phía trước cho mọi người xem luôn. Quá VIP luôn nha. Không tìm ra chiếc thứ hai luôn. Quá chuyện trò luôn nha. Đây. Jean Dead 01 lối 5 đồ ôi. 15 triệu 500 một đồng một vi sản triệu cọp. Đáng đồng tiền, đáng bát gạo. Ai quan tâm ủng hộ em liền. Ai không quan tâm lướt qua. Không yêu thương đừng nói lời cay đắng cho mệt lòng nha. Ở đây một chiếc Novo 70B5 32264 dàn chân ốc đá này. Đó, cuộc rin này. Đầu nồi rin đét luôn. Đấy nha, xe này là rin luôn nha. Dán thêm một lớp keo đi mọi người. Novo 5 chỉnh tròn. Màu đó nha mọi người. Bánh mâm màu đó luôn. Rất là đẹp nha. Đây. Máy bao êm bao chặt luôn. Đời cao 2014-15 luôn. Đó. Để bọc thắng bên này mới đề không biết bọc đâu. Ôi. Không phải suy nghĩ luôn. Một chiếc Novo 5 quá xịn trò. Quá xuất sắc ngày hôm nay. Em Hiền để cho quý anh chị em bạn bè cô dì chú bác xa gần. Vâng. Với giá bao nhiêu đây ạ? 12 triệu đồng cho một chiếc Novo 5 màu trắng chỉnh trò, màu trắng yêu thơ, màu trắng của đẳng cấp và máy đầu nồi bao đinh, bao tét, bao chảy thoải mái. Tiếp tục mọi người cùng theo chân em Hiền. Nam ơi con coi che cho mừng nhá. Đây là một chiếc Sudan. Các đang đối che không biết có thành công không. Em này cuối 2019-2020. Đó, nếu mà thành công em Hiền bán mọi người 14 năm nhé. 73-13-78-52. Đang coi xe, chưa quyết. Tiếp tục mọi người cùng vào đây treo anh em. Hiền ở trong này còn rất nhiều xe. Hôm nay vì là sinh nhật nên là sẽ tranh thủ quay nhanh hơn một mọi hôm một chút xíu để tổ chức cái ngày sinh nhật cho em bé nó được vui tươi hơn. Mượn chi? Có mà có hoa mượn mà. Có rồi à? Vâng, vâng, con cô chú ơi, đẩy con đi rái chứ em mới còn bán cái đường quay nữa. Tiếp tục đây. Đây thì là trước em phải quay mà nó. Đây. Ủa nó có cái khoảng nó. Ai? Nó để nó quay con. Thì cứ từ từ đi mẹ. Vâng, tiếp tục đây là một chiếc Revo bánh mâm thắng đĩa dàn chân ốc tán bao đẹp luôn nha. Đây, màu đỏ kết hợp với màu đen nha. Đó, cái này là X-Buy nha mọi người. X-Buy đời sau của Revo nha. Đó, dàn chân ốc tán bao sáng và đẹp luôn này. À, X-Buy 125 hiệu Suzuki 54N4-6218 nha. Và ngày hôm nay em Hiền sẽ bán chiếc X-Buy này để quý anh chị em, bạn bè, cô dì, chú bác xa gần. Với giá 6.800.000 đồng. Rất chi là rẻ luôn nhá. Một chiếc kích bay bánh mâm thắng đĩa xin sò. Đầu nồi rin bao tép bao chảy thứ tem rin theo xe. Với giá 6.800.000 đồng. Đó, dàn chân nóng tán này. Đó, rất đẹp luôn. Anh Đoạn buồn cười nhỉ. Người ta không cần thì báo phải gắn hay sao. Anh lấy cái chìa khóa đi vô cho em mượn đấy. Chưa chưa, bánh mâm thắng đĩa nhá. 6.800.000 đồng. Lát nữa để chồng em lấy cái chìa khóa thì sẽ nối cho mọi người xem. Còn bây giờ thì mình tiếp tục đây. À, và đây một chiếc Sudan FI biến 47E118529 nhá. À, xe này thì cực kỳ đẹp và liên lạc luôn. Đầu nồi là rin đét luôn, ốc tán này. Rất đẹp nha. Đó, và đây em sẽ đề thương máy hôm nay là vừa đối xe xong nhá. Hôm nay để rẻ cho mọi người 9.800.000 đồng thôi nhá, rất rẻ luôn. Sirius 2015-16 này. Bánh căm này. Thắng đùng nha. Đầu nồi rin đét, dàn chân tem đồ rin này. Không có tẩy trước, cực kỳ đẹp luôn. Đó, hôm nay lỡ bật đèn máy quay thì bật luôn nên là hơi sáng tí nha. Đó. Quay được kỹ hơn nha. Đó, và giá công khai của con này là 9.800.000 đồng nhá. Ai quan tâm ủng hộ em Hiền nhá. 9.800.000 đồng một chiếc Sirius FI này. Xe liền lạc, tem rin đeo xe, dàn chân ốc tán bảy màu này. Đầu nồi rin. Mọi người cứ xuống đây trực tiếp em Hiền để cho test thử chạy thử luôn. Ở đây một chiếc đèn 150 nhá. Đó. Bây giờ chồng em chỉ điều thứ con X-Buy cho mọi người xem luôn. Đèn 150 đời 2015. Bánh măng thắng đĩa nhá. Sao thì không anh? Nó
coi không, tí nữa nó hết hết giờ đấy. Con lít bao nhiêu tiền anh? 36B432438 nhá. Giá công khai 23 triệu 500 một đồng. 150 và 32 triệu 500 chắc mới chạy. Mọi người chạy. Đó, êm nhá. Con Suzuki này rất là êm luôn này. 6.8 mọi người nên mua đi. Đó, và đây một chiếc da nớt này, màu xám lông chuột nhá. Bánh mâm thắng đĩa luôn. Đó, đây là vô cái này vô inox hết này, màu xám lông chuột rất đẹp. Để cho mọi người là 20 triệu đồng nhá. Đời bao nhiêu anh? 2020 2019. Được mấy ngàn cái? 2020 3 ngàn cái. Biển số 70 em 13 nhất tiền. 70 em 135381 nha. Và con này em nhận đề quý anh chị bạn bè là 20 triệu đồng. 20 triệu đồng có ngay một chiếc da nớt chìa khóa thông minh để đi này. Rất chỉnh trò luôn. Quá êm luôn nha. Rất êm luôn. Màu xám lông chuột rất đẹp nha. Đó, đây là inox này. Dàn chân nóc tán bao sáng bao đẹp. Đó, tiếp tục đây mọi người cùng theo chân em. Đây là da nớt 2020 nhá. Đấy, tem này là tem đời cuối cùng của nó đây này. Đó, và con này em nhận đến cho mọi người là tất cả quý anh chị em bạn bè là 21 năm nhá. Da nớt 2020 69F157058. Đó, mọi người thích mười mấy triệu cũng có, 20, 21 triệu tùy vào xe đẹp cháu nhá. Đó, và đây thì có một chiếc Sirius phải nói là cọp nhất của ngày hôm nay. Về thì chưa rửa đưa ra quay luôn. Và đây là Sirius FI đăng ký 2020 luôn nha mọi người. Lưu ý giúp em Miền là 2020 luôn. Đó, tán của nó này. Đó, rất rất đẹp luôn nha. Đăng ký 2020 Sirius FI full xăng điện tử cao cấp, mua mới 2526. Và hôm nay em Miền bán giá là 16 triệu đồng, 65B250248 nha. 16 triệu đồng cho một chiếc Sirius FI. Đó, đúng 2020 luôn. Đúng xịn trò luôn nha. Đó, để thử máy cho mọi người nghe luôn. 3.682 km cho mọi người. Tất cả anh chị em bạn bè mua xe thì được thay nhớt miễn phí nhá. Dù xe đó 5-700, 1 triệu rưỡi thì đều được thay nhớt miễn phí tất cả quý anh chị em các bạn, nên là mọi người yên tâm nhá. Đó, Sirius FI này, màu trắng kết hợp với màu đen, giá công khai 16 triệu đồng. Đó, và đây tiếp tục là một chiếc Hayate FI full xăng điện tử này. Xe có trầy nhẹ một tí xíu ở đây nhá. Nói chung là trầy nhẹ đôi tí hai bên đa tem thôi, còn lại xe liền lạc và máy móc cực kỳ êm luôn. Và con này em nhận bán 7.500.000 đồng nhá. Và biển số là 61B142936. 7.500.000 đồng cho một chiếc Hayate FI full xăng điện tử cao cấp nhá. Xe có trầy nhẹ đôi tí lơ thơ, quan trọng máy êm chạy khỏe chạy bóc nhá. Bao mọi người chạy luôn. Đó, phải bọc thắng bên đấy mới đề, nhưng mà em hiện đang quay nhá. Bao êm cho mọi người luôn. Và đây một chiếc lít cuối 2019-2020 này, màu xanh đen đẳng cấp luôn nha. 4.286 km. Trời ơi, không khác gì một chiếc xe mới nha mọi người. 60B485421. Tất cả anh chị em bạn bè mua xe bên em Hiền được test thử này, chạy thử thoải mái trước khi lấy nhá. Có hỗ trợ rút hồ sơ sang tên đối chủ luôn, nên mọi người cứ yên tâm lựa chọn cho mình một chiếc xe vừa ý nhất để đi nhá. Đây, rất đẹp luôn, xe như xe mới nhá. Đó, ai đang có ý định mua xe mới 45-47 triệu này thì nhanh tay chốt em này với giá 33 triệu đồng. Rất rất đẹp luôn anh chị em bạn bè. Ai quan tâm ủng hộ em Hiền. Và ngoài ra còn rất nhiều xe, một chiếc đẹp mới kinh, hàng nhập khẩu nguyên con, biển 67K155028 nhá. Đầu nồi zin bao test bao chạy với giá 27.500.000 đồng nhá. Nam ơi, con đấy con AB đầu bò đâu rồi? Chưa đấy vô à? Và đây mọi người ơi, mọi người có thấy quen không ạ? Vâng, Nam Nam Thạch nhớ mở quay đi. Mấy con kia mở quay được không cần nữa đâu. Vâng, thì mọi người thấy có quen không ạ? Chiếc NVX này em Hiền đã bán đi một lần rồi. Và ngày hôm nay thì anh trai xuống báo là em ơi, con này vừa anh cao quá đi không được, nên là sẽ mua. Ông anh đã mua một chiếc xe rẻ tiền hơn để đi và nhỏ nhắn hơn. Thì ngày hôm nay em Hiền xin phép review lại con xe 2018-2019 này, vừa lấy về chưa rửa xong nhá. Con xe này ai đã coi kênh của em Hiền thì biết em Hiền đã đăng bán một lần rồi. Và con này là 62M157218 và giá 32.500.000 đồng. Đó, đời thuộc hơi này. Đó, chìa khóa thông minh cao cấp, hai gương zin theo xe luôn. Và xe mới chạy được 4.980 km nhá. NVX 432.500.000 đồng.
Đó, xe cực kỳ đẹp và xịn sò. Những ai bữa hôm mà đang muốn mua xe này nhưng gọi điện em Hiền đã bán thì hôm nay nhanh tay chốt con này cho em Hiền nhé. Siêu đẹp, siêu xịn sò luôn. Đó, nói chung là còn rất nhiều xe nữa nha mọi người. Nhưng mà bây giờ đang là chuẩn bị sinh nhật của con trai của em Hiền. Để đấy luôn đi, mở quay luôn đi, để đây. Nên là trẻ xin phép nghỉ sớm một tí nhá. AB đầu bò hôm nay vừa về, dừng chân chứa lên em con. Rất đẹp luôn nha, màu đỏ kết hợp với đen. Vừa về xong, xuất sắc luôn, đây. Quá đẹp luôn nha mọi người. Ai quan tâm ủng hộ em Hiền nhá. Nhân số 47D104742 nhá. AB125 phân khối này. Và đây em Hiền sẽ đề thứ cho mọi người xem luôn. Đấy, cái này là đề chưa được mọi người. Tại vì bọc thắng bên kia mà em Hiền đang quay. Con này em Hiền đề bài mọi người là 14.500.000 đồng một chiếc AB đầu bò nhá. Đây, rất là đẹp luôn. Đó, rất chỉnh rồi nhá. Đấy, mọi người cũng có thể xây xa xa đầu kia là vẫn còn rất nhiều khách luôn. Nhưng mà em Hiền chắc là dừng clip ở đây để chuẩn bị sinh nhật cho con trai. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Mọi người xem con nào ưng thì chốt ủng hộ em Hiền nhá. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả quý anh chị các bạn.